bài STP Duo 24 đèn này thì thông báo với các bác rất là nhiều, nó chơi hai cặp bát 40 thoải mái các bác nhá, dư sức. Đây đang đánh một cặp bát 30 thôi. Bác khách đến mua thì cứ hỏi là xem có chạy được hai đôi bát 30. Em nói luôn với các bác là hai đôi bát 40 nó vẫn dư sức. Thì cái loại hai đôi bát 30 này thì chưa thua gì các bác nhá. Đây em mới chạy một đôi thôi các bạn. Và đặc biệt cái đẩy sò sát này thì các bác chơi được các loại loa, bát 20, 25 đều chơi được hết. Đặc biệt đấy nhá. Sản phẩm như thế này thì xin hỏi các bác nó có đủ phê chưa ạ? Một đẩy so sát và một cân vàng số, một đôi loa này và thêm một bộ mic không dây nữa. Các bác nghe hát cao kê. Xin hỏi các bác nó đã tuyệt đỉnh chưa? Nó rơi vào giá khoảng trên 30 triệu một bộ sản phẩm như thế này. Đấy. Bày đẹp nhá. Giá trị phải nói là cực kỳ và độ bền. Cực kỳ yên tâm trên những con đẩy loa hoặc những đẩy so sắt, nó rất là bền. Và các bác yên tâm về cái mạch của nó to đung luôn. Những cái mạch của so sắt này nó thể hiện rất rõ ràng và những con linh kiện to đung luôn. Những cặp BMB thì em chuyển rất nhiều các bạn. Hôm nay sẽ chuyển hai cặp ở trong Bến Tre và Cần Thơ. Còn 5 cặp BB 2010 này. Đấy, 2 cặp 3 cặp ra thủ đô Hà Nội và 1 cặp về Hải Phòng, 1 cặp về Quảng Ninh các bạn. 5 cặp ạ. BMB thì em bán rất là nhiều. Anh em đang dọn và đóng hàng xong. Rất nhiều các sản phẩm, đặc biệt là những đẩy sò sát các bác nha. Cảm ơn các bác rất nhiều. Ở đây là các bác khách đến từ Vĩnh Phúc đã từng mua loa bên em, này các bác đến trực tiếp với cửa hàng. Cảm ơn các bác và các anh chị em trên mọi miền đã quan tâm theo dõi.